Đóng bên kia mà trả xe loanh quanh chắc phải 8 rưỡi 9 giờ mới được ăn đấy chứ. Nhà sản xuất của Mitsubishi bây giờ họ chia sẻ rằng là trên phiên bản mới thì đã được nâng cấp hệ thống treo phía sau này. Bây giờ cái đường kính của phục sau nó đã được tăng lên. Cái giao diện của nó thì mình đánh giá rằng là nó khá là nhạy và phản hồi tốt. Nếu mà so sánh với một số các đối thủ trong phân khúc ngay như là Veloz Cross thì mình nghĩ rằng là cái phần màn hình này rất là ổn nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì bọn mình đang có một cái chuyến đi chơi tới Hạ Long, Quảng Ninh. Và hôm nay thì lên rừng rú chơi một chút, hôm qua đã qua biển rồi. Đấy, các bạn có thể thấy rằng là bên cạnh mình đây là chiếc Mitsubishi Xpander phiên bản AT Premium phiên bản Philip 2022. Đây, phiên bản mới thì chúng ta đã có cụm đèn này, chiều sáng này, thiết kế hình chữ T này. Và phía bên trong là sử dụng dạng LED, B-LED. Đó. Đèn daylight này, thiết kế mới khá là đẹp, khá là chuẩn chịu. Ở trên phiên bản mới thì chúng ta sẽ có cái phần la răng kích cỡ lớn này, 17 inch này, và thiết kế mới này. Đôi sau. Phía đằng sau này là cụm đèn hậu LED nhé. Hôm nay trời mưa bão nên là thời tiết nó không được tốt lắm. Đây, anh em có thể thấy là cái không gian ở cốp sau rất là rộng rãi nếu như mà chúng ta gặp hàng ghế thứ 3. Rất nhiều đồ. Thậm chí là hôm qua có để phải cỡ khoảng tầm gấp đôi như này. Rất nhiều đồ linh tinh trong quá trình chúng ta quay. Cốp này thì vẫn chưa được nâng cấp lên thành cốp điện nha các bạn nhé. Phân khúc này thì không có đối thủ nào sử dụng cốp điện cả. Đây. Nhà sản xuất của Mitsubishi bây giờ họ chia sẻ rằng là trên phiên bản mới thì đã được nâng cấp hệ thống treo phía sau này. Bây giờ cái đường kính của phục sau nó đã được tăng lên. Cái điều này thì nó giúp cho hệ thống treo của Xpander thế hệ mới thì nó tăng cái độ cứng vững hơn, khả năng chịu tải tốt hơn. Ở cái phiên bản cũ ấy thì nếu như mà chúng ta di chuyển với trạng thái là full tải thì hệ thống treo các bạn có để ý là nó sẽ bị gọi là sệ xuống khá là nhiều. Nhưng ở trên phiên bản mới thì chạy full tải với 7 người thì ok, không vấn đề gì, khá là cứng vững. Hôm qua mình chạy cái chuyến từ Hà Nội xuống Quảng Ninh này thì gần như là full tải, cho nên là mình đánh giá cao hệ thống treo này của xe. Khi mà chạy ở những giải vận tốc cao, chúng ta chạy chuyển làn hay chúng ta chạy sáu kim thì hệ thống treo này cũng đáp ứng rất là tốt. Phần chi tiết này thì ở phiên bản cũ thì nó cũng giống thôi, phiên bản mới. Đây là những cái nút. Các bạn có thể độ thêm này. Đấy. Độ thêm cái phần chi tiết cả biến áp suất lốp này. Đấy. Gương chỉnh điện này, cấp điện này. Trên phiên bản mới thì chúng ta sẽ có phần vô lăng mới này, khá là chắc tay. Và hôm qua mình đã chạy làm quen rất nhiều với chiếc Xpander này thì cả ngày hôm nay cũng vậy, thì mình thấy rằng cái phần vô lăng này nó khá là cứng vững và chắc tay. Nếu mà so sánh với một số các đối thủ ở trong phân khúc thì mình nghĩ rằng là cái phần vô lăng của chiếc Xpander phiên bản Philip này đáp ứng rất tốt cái khả năng đem tới cho người lái những cái cảm xúc tương đối là trọn vẹn. Phía bên trên này chúng ta sẽ có set ga tốc độ cruise control này,
Đấy, ra lệnh giọng nói rồi tăng giảm âm lượng. Bên trên phiên bản mới thì chúng ta đã có cái phần màn hình thông tin giải trí 9 inch này, kết nối với Apple CarPlay, Android Auto. Đấy. Dây kết nối thì chúng ta có thể sử dụng dây của smartphone này. Đấy. Cái giao diện của nó thì mình đánh giá rằng là nó khá là nhạy và phản hồi tốt. Nếu mà so sánh với một số các đối thủ trong phân khúc ngay như là Velox Cross thì mình nghĩ rằng là cái phần màn hình này rất là ổn nhé. Vào ngày hôm qua giải quần vợt Đấy. thế giới ATP Melbourne Tennis Tour mở hàng năm Tây Ninh, hai đăng cấp Những ATP cái phần 250 diễn ra vòng những cái phần cảm ứng xứ này thì nó cũng được đặt chìm này. Đấy. Trông nó rất là thuôn gọn và trông cảm giác rất là tinh tế hiện đại. Đây, màn hình cảm ứng và tích hợp với cả camera lùi đây. Anh em có thể thấy không? Tương đối nét thôi nhá, tại vì phân khúc này tầm tiền này thì không thể đòi hỏi nó phải nét căng được. Nhưng mà mình đánh giá cao phần màn hình này. Thiết kế thì khá là đẹp. Để phía bên trên này với kích cỡ khoảng 9 inch là phù hợp. Đây, bên trên này thì ngoài những cái miếng da bằng những vật liệu nhựa cứng chắc, độ hoàn thiện khá là tốt. Thì phía bên trên này còn được sử dụng cả những vật liệu da mềm nữa. Này, anh em có thể thấy này, những cái miếng kim loại sáng bóng này, khá đẹp. Đây, cả những cái miếng kim loại nó phay xước nữa như này này. Trên này là bằng da nhá. Này. Các nút bấm bây giờ thì đã thay đổi bằng cái kiểu dạng lẫy như này. Đấy, điều hòa của Mitsubishi thì mình đánh giá rất cao về khả năng làm mát. Đấy, anh em có cái nút Max Cool này. Bật lên thì là nó sẽ đây chế độ quạt gió mức đến mức cao nhất luôn. Đèn nổ start top để đây này. Đấy. Cái điểm trên phiên bản mới chúng ta sẽ có đó chính là phanh tay điện tử và giữ phanh tự động on-throttle. Đây là một trong những cái điểm rất là hay, so sánh với đối thủ Velox Cross thì gần như là tương đương rồi và hơn rất nhiều một số các đối thủ khác như là Suzuki X7. Đấy. Cái điểm mà hôm qua mình cũng chạy, mình không thích ở trên chiếc 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 Xpander này, đó chính là cái phần số này của nó khá là nhạy. Đấy, ví dụ chẳng hạn như các bạn VP nhá, các bạn VP nhá, thì các bạn có thể chuyển chuyển như này, các bạn đôi khi toàn bị chuyển về L luôn. Đấy, thay vì như thế thì số D thì có thể chuyển về đây cũng được, hoặc là số L số 2 thì chuyển lên trên, số D để cuối, bởi vì chúng ta thường có thói quen chúng ta gạt hết cỡ đấy, đúng không ạ? Cái điểm mà mình không thích ở trên chiếc xe này nó là như thế, còn lại thì mọi thứ đều rất ổn, rất tuyệt vời ấy. Ghế da trên phiên bản mới thì cũng 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 được nâng cấp này. Mitsubishi họ có chia sẻ rằng là cái ghế da này thì là nó cũng đã có sự thay đổi, đó là chính là nó không hấp thụ nhiệt, không hấp thụ nhiệt tức là để xe ở ngoài trời nắng, không khí nóng, nhưng mà cái phần ghế da này thì nó không hấp thụ. Đấy, ngồi vào thì nó cũng vẫn khá là mát. Hôm qua mình cũng đã thử nghiệm được rất là ổn. Rồi. Không gian rất là rộng rãi, ngồi thoải mái. Ngồi thoải mái, cái tầm nhìn cột chữ A hai bên cũng rất là thoáng. Đi vào phố xá anh em điều chỉnh ghế rồi tư thế ngồi thì anh em sẽ thấy là ngồi rất là thoải mái đấy. Đây, ngồi hàng ghế thứ hai nhá. Hàng ghế thứ hai thì để mà nói nó có thể ngả được, ngả ra phía sau tiếp này, ngả được ra phía sau tiếp này. Mà cái không gian thì cái ghế này của mình đang để khá là ngả về phía sau. Còn lại thì ghế ngồi thì rất là rộng rãi. Hôm qua mấy anh em đều có cái cân nặng và chiều cao giống nhau, nhưng ngồi đây cũng rất là thoải mái. Có bệ tỳ tay trung tâm này. Đây cái điểm rất là giá trị trên một cái mẫu xe 7 chỗ dành cho gia đình. Đấy. Phía sau chúng ta có cửa gió điều hòa này, cái dàn lạnh độc lập, phải nói rằng là cực kỳ mát luôn đấy. Đấy, anh em có thể thấy không? Ngồi sau như này sướng. Nói chung là đây là một trong những chiếc xe phải nói rất là thực dụng luôn, rất là thực dụng.
những cái ô cửa kính anh em có thể thấy là rộng không? Thiết kế cực kỳ rộng. Chiếc xe này thì đã được tăng cái chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì phải. Đấy, mình không nhớ không nhầm. Còn chiều trục dài trục cơ sở thì là không có những sự thay đổi. Khoảng sáng gầm tăng lên 225mm thì là hơn cả những một số các mẫu xe bán tải. Đấy, ô cửa kính rất là rộng nhé anh em nhé. Đấy, ngồi đây thì rất là thoáng. Anh em có thể thấy là trần phía trần rất là cao. Ngồi vào thì cảm giác nó có một cái không gian rất là rộng rãi, thông thoáng. Mình nghĩ rằng đây sẽ là lại là một trong những chiếc xe bán chạy. Đây sẽ là một trong những chiếc xe tiếp tục sẽ là ông vua trong phân khúc MPV ở tại thị trường Việt Nam. Với Xpander thì điều đó đã được minh chứng bằng cái việc là doanh số trong tháng vừa qua với con số lên tới hơn 3.000 xe được bán ra thị trường. Gần như đầy đủ hết công năng rồi, chúng ta còn cần cái điều gì nữa đâu đúng không ạ? Còn đầy đủ hết rồi. Xe thì vẫn được trang bị khối động cơ 1.5 đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Như mình cũng đã có một số cái bài chia sẻ với các bạn thì cái phần hộp số tự động 4 cấp ấy thì là nó khá là có cái khả năng kéo tốt. Cầm đàm nhỉ? Cầm đàm nhỉ? Đàm ngồi trên xe em chứ. Chạy chạy. Cất đàm ra. Sớm thế. À đây còn. Lô. Lô. Nghe đúng không? Ok, trên đàm. Không hiểu tiếng anh nhá. Cái gì cơ? Nó bảo gì? Búng lên một tí. Bịt mẹ. Tầm này nó hay bắn tốc độ lắm. Nền văn minh. Yeah. Nền văn minh. Trả xe loanh quanh chắc phải 8 rưỡi 9 giờ mới được ăn đấy chứ. Cái vu đấy là như nào nhỉ? Chả để ý. Beep.
đạp này anh bảo. Chơi mượn đạp anh đi.